Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Trước mặt các bạn là nhà thờ chính tòa Thánh Vitus. Đây là một nhà thờ Công giáo La Mã ở Praha. Đây cũng là trụ sở của Tổng giáo phận Praha. Nhà thờ này là một ví dụ tuyệt vời về kiến trúc Gothic. Đây là một nhà thờ lớn nhất và cũng là nhà thờ quan trọng nhất của Cộng hòa Séc. Nhà thờ nằm trong lâu đài Praha, có chứa các ngôi mộ của nhiều vua Bohemian và của các hoàng đế La Mã thần thánh. Nhà thờ thuộc sở hữu của chính phủ Séc như một phần của khu phức hợp lâu đài Praha. Nhà thờ có kích thước dài 124m, rộng 60m, tòa tháp chính cao 96,5m, tháp trước 82m và vòm cao 33,2m. Nhà thờ hiện tại là công trình thứ 3 trong một loạt các công trình tôn giáo tại địa điểm này. Tất cả đều dành riêng cho Thánh Vitus. Nhà thờ đầu tiên là một tòa nhà tròn theo phong cách La Mã, được xây dựng vào năm 930. Vào năm 1060, khi giáo phận Praha được thành lập, hoàng tử Spichinyev II đã bắt tay vào xây dựng một nhà thờ rộng rãi hơn, một vương cung thánh đường La Mã lớn hơn, được xây dựng tại vị trí của nhà thờ cũ. Thiết kế của nhà thờ lúc này theo hơi hướng của kiến trúc La Mã của đế chế thần thánh. Nhà thờ Gothic hiện tại bắt đầu được xây dựng vào ngày 21 tháng 11 năm 1344, khi trụ sở Praha được nâng lên thành tổng giáo phận. Vua John xứ Bohemian đã đặt viên đá nền móng cho tòa nhà mới. Đến đời Charles IV, ông là người con cả và là người thừa kế của vua John. Ông đã định xây dựng nhà thờ mới này thành nhà thờ đăng quang, khu hầm mộ gia đình, kho bạc lưu giữ những thánh tích quý giá nhất của vương quốc và là nơi an nghỉ cuối cùng kiêm địa điểm hành hương của vị thánh bảo trợ Enceslas. Người thiết kế tòa nhà là kiến trúc sư người Pháp là Matthijs. Ông thiết kế bố cục tổng thể của tòa nhà, về cơ bản là một sự du nhập của kiến trúc Gothic Pháp. Một nhà thờ ba gian với các trụ chống bay, gian ngang ngắn, gian hợp xướng năm gian và cung thánh 10 cạnh với các nhà nguyện tỏa ra. Tuy nhiên, khi ông mới xây dựng xong các phần phía đông của gian hợp xướng và các mái vòm, hành lang đi lại, vào năm 1352 thì ông qua đời. Sau khi Matthijs qua đời, Peter Pyler, 23 tuổi, đã là người nắm quyền kiểm soát xưởng xây dựng nhà thờ với tư cách là thợ xây chính. Ban đầu, Peter Pyler chỉ làm việc trên các bản thiết kế do người tiền nhiệm để lại, việc xây dựng phòng thánh ở phía bắc của dàn hợp xướng và nhà nguyện ở phía nam. Sau khi hoàn thành những gì mà Matthai để lại, ông tiếp tục làm theo ý tưởng riêng của mình. Thiết kế táo bạo và sáng tạo của Peter Pyler đã mang đến một sự tổng hợp mới độc đáo trong các yếu tố Gothic trong kiến trúc. Điều này đã được minh họa rõ ràng nhất trong các mái vòm mà ông thiết kế cho dàn hợp xướng. Cái gọi là mái vòm Pyler hoặc mái vòm lưới có các thanh chéo đôi trải dài theo chiều rộng của dàn hợp xướng, tạo ra một kết cấu giống như lưới, giúp gia cố đáng kể cho mái vòm. Chúng mang đến nét trang trí sống động cho trần nhà vì các ô vòm lồng vào nhau tạo nên họa tiết ngoằn nghèo, năng động dọc theo chiều dài của nhà thờ. Nhưng công trình xây dựng nhà thờ bị tiến triển chậm vì trong thời gian đang xây dựng, hoàng đế giao cho Pyler nhiều dự án khác. Đến năm 1397, khi Peter Pyler qua đời, chỉ có gian hợp xướng và một phần của gian ngang được hoàn thành. Sau khi ông mất đi, các con trai của ông tiếp tục công việc của ông. Dưới thời các con trai của Peter Pyler, gian ngang và tòa tháp lớn ở phía nam đã được hoàn thành. Toàn bộ quá trình xây dựng đã bị dừng lại khi chiến tranh Hussite nổ ra vào nửa đầu thế kỷ 15. Trong hầu hết các thế kỷ sau đó, nhà thờ chỉ hoàn thành được một nửa. Nó được xây dựng đến tòa tháp lớn và một gian ngang, được đóng lại bằng một bức tường tạm thời. Mãi cho đến năm 1929, nhà thờ Thánh Vitus cuối cùng đã hoàn thành sau gần 600 năm tính từ khi đặt viên đá đầu tiên. Mặc dù toàn bộ nửa phía tây của nhà thờ là một phần bổ sung theo phong cách Tân Gothic,
nhưng phần lớn thiết kế và các yếu tố do Peter Pilot phát triển đã được sử dụng trong quá trình trùng tu, mang lại cho toàn bộ nhà thờ một diện mạo hài hòa, thống nhất. Như vậy, 6 thế kỷ nhà thờ mới hoàn thành. Nhà thờ Thánh Vitus là một điển hình kiến trúc Gothic xuất sắc, một tòa kiến trúc tráng lệ, hùng vĩ với nội thất vô cùng ấn tượng và là biểu tượng tôn giáo của Cộng hòa Séc.